Hồi công. Im đi, em sẽ làm mọi người thức giấc đó. Em mặc kệ ai thức dậy, nói coi. Anh đi với con nhỏ nào tới đây? Một phù thủy đó tát em. Tôi đang đợi cô đấy. Cô để bạn mình ở lại với ông chủ sao? Bà nói vậy là sao? Không không, đừng gọi tôi là bà. Cô nghĩ tôi không biết mánh lới của cô sao, cô gái nhỏ? Nếu còn điếm nhỏ kia đi với Braulio thì cô phải đi với chồng tôi. Anh đang làm gì à? Làm lại chuyện tối qua. Chắc chắn anh đã quên tối qua anh nói gì với em. Anh không quên gì cả. Này này, anh có nhớ là em đã nói anh phải thu hút em dần dần không? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Có đấy, anh định làm gì? Đánh em sao? Anh có đủ lý do đấy. Đánh đi. Olivia của anh. Không, nếu đây là giấc mơ thì hãy dỗ mình một cái. Thật tuyệt vời. Pamela, chuyện cậu với anh chàng tay chân của Braulio sao rồi? Nói đi. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng ai biết được, anh ấy thực sự rất tốt với mình. Không không, với mình đó là tình yêu. Đến uống với anh một ly nào. Chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau. Em xinh đẹp như vậy mà cô đơn sao? Em đợi anh. Thật sao? Dĩ nhiên. Braulio. Braulio. Bộ phim Hoa Hồng và Tội Ác tập 11.